Hai nha, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với Đi Đường Làm Đại nha. Ngày hôm nay mùa gần lúa, anh em chúng tôi đang hút củ chót, nên là người cuối cùng đi ra cánh đồng. Ồ, hốt cái mà chiều à. Vịt thả đồng này có chút vịt rớt không ta? Chắc có. Để cái phía đường lẫn đi qua phía bên kia xem có lượm được vịt không, giấu tinh vịt không nè. Mà cái đợt này nó không đẻ sao mà không rớt được cho trứng là trứng nào hết nè. Mấy dấu trứng đẻ chắc có người lùm hết rồi nè. Đúng rồi. Anh đẻ rớt xuống. Vịt đẻ dấu trên đây. Anh hết mồ của mình. Anh hết cua, ốc của mình luôn. Đi vòng vòng đến bên này xem ơi. Có còn la liếm được cái gì không? Mình có hút được chót. Vơ vét la liếm. Được cái gì mà thơm rau không? Ôi, anh. Nhìn. Con vịt kìa. Ồ, có con vịt hoang. Vịt lạc bày, có một con vịt lạc bày nó đang tắm. Ồ, đang tắm. Em dí lại gần cho các bạn xem nè. Dụ, làm sao dụ ra để bắt nó ra nè. Ờ, để em nấp vô lùm lùm bên đây nè, em bắt nè. Anh lại lùa nó nha. Vịt đang tắm cũng tội ghê ha, không biết có nên bắt không ta, vịt lạc bày. Khăn gấp trong bụi lúa này. Chui ra rồi. Nhìn à? Mày thấy không? Nó kìa. Nó đang bẫy cánh, Nó đang bị bay. Ui sao vậy? Ừ, đúng rồi, nó bay. Chơi sao? Anh lại lùa nó bắt. Lùa qua cho nhé. Rồi. Cắn thêm một xíu đi. Đang sắp bỏ tụi khỏi trứng rồi, ta xin cái trứng đây. Rồi. Đang qua. Qua chưa? Rồi. Đang lại gần đến, em che cỏ che người em lại. Ráng một thêm một xíu đi. Đang sắp bỏ tụi bầu. Có trứng không? Cho ta xin cái trứng ơi. Đang bỏ sát tụi em nữa. Hình như nó thấy em nó không dám lại sao ta. Sao vậy? Lùi lại. Thôi. Sắp lại gần rồi. Rồi. Để em bay đem vô nó. Rồi. Chưa. Ủa, em đang giữ lúa rồi hả? Ôi mẹ, trời trời. Lúa nè. Lúa người ta. Chết ra này. Chết. Trời, cái tôi vô đi. Thằng ta chết. Ôi, dính cái sà sà cái đứng ngay giữ lúa người ta luôn rồi. Thôi được, bắt được chưa? Nè. Ôi. Chắc chạy cái tay luôn. Ôi, bắt được một con vịt vịt hoang lạc bày nè. Bây giờ tôi sẽ mang nó về nhà. Lâu còn sót lại một con vịt. Thôi, chị về nhà ngủ. Về nhà mình cho nó đẻ trứng. Ôi, một chiến lợi phẩm của cái cuộc hành trình hôm nay đổ lại người tôi dơ hết luôn nè. Người dơ. Đi, để mình về. Người ta thấy người ta lại xin lại như là mệt nữa. Đúng rồi. Để an toàn. Nhất đầu đây. Cho nó an toàn thôi. Đúng rồi, an toàn. Không ai biết hết. Muốn không sao, thà bị đau đi chứ để thấy người ta xin lại á.